Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 11, Tòa án Nhân dân huyện Đạ Huai, tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về các tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng đối với 6 bị cáo. Trong số 6 bị cáo, có 5 bị cáo trực tiếp đến nhà chém 2 nạn nhân trọng thương. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Ngô Duy Vượng 42 tháng tù về hai tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Các bị cáo Ngô Phúc Thịnh, Ngô Đình Toàn Thắng bị tuyên phạt 22 tháng tù giam đối với mỗi bị cáo. Các bị ca Tự và Võ Trần Hoàng bị tuyên phạt mỗi bị cáo 20 tháng tù giam cùng tội cố ý gây thương tích. Riêng Cao Minh Đức bị tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, sáng sớm ngày 23 tháng 4, do mâu thuẫn cá nhân từ trước giữa Ngô Phúc Thịnh với anh Nguyễn Quang Duy, ngụ xã Hà Lâm, huyện Đạ Huai, nên Thịnh đã gọi điện thoại rủ chú ruột là Ngô Duy Vượng cùng Võ Trần Hoàng, Ngô Đình Toàn Thắng, ca Tự đi đánh Duy. Sau đó, nhóm của Thịnh chuẩn bị các loại hung khí như dao tự chế, dao dựa, rồi lái ô tô đến nhà anh Nguyễn Quang Duy. Tại đây, sau khi lời qua tiếng lại thì Thịnh, Vượng, Hoàng, Thắng và ca Tự dùng dao mang theo đánh, chém anh Nguyễn Quang Duy và anh Nguyễn Công Dân, em trai anh Duy, bị thương nặng. Kết luận giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của anh Nguyễn Quang Duy là 23% và anh Nguyễn Công Dân là 9%. Ngoài vụ việc này, cơ quan điều tra còn làm rõ vụ việc Ngô Duy Vượng và Cao Minh Đức hành hung 3 nạn nhân khác bị thương và đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản xảy ra trên địa bàn thị trấn Đạ Mờ Di vào ngày 3 tháng 9 năm 2022. Với hành vi này, Ngô Duy Vượng và Cao Minh Đức bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.